Xin chào các bạn, tôi đến từ Asan. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng và điều khiển máy bay Oppo X5 HD. Đây là một loại máy bay Flycam, nó có thể bay và ghi hình ảnh truyền trực tiếp về điện thoại của mình. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách mở máy bay và kết nối giữa máy bay với remote. Ở đây có một cái khe cắm. Đây là pin 3.7V và mình tiến hành ghim nó vào. Còn đây là camera. Thì để sử dụng được cái camera này, bạn trên điện thoại của bạn cần phải một cái tải một cái app về và bạn search với từ khóa là Sima FPV. Đây là phần mềm của nó và bạn tiến hành tải về. Trên hệ điều hành Android và iOS đều tải được phần mềm này, nhưng tôi đã tải sẵn rồi, người ta tiến hành mở lên. Thì để kết nối được camera này với chiếc máy bay, bạn phải bật máy bay lên trước để nhấp nháy, sau đó bạn bật remote lên, gạt cần điều khiển xuống lên xuống một cái, đèn hết chớp là máy bay đã được kết nối với remote. Sau đó ta tiến hành mở wifi điện thoại lên. Đây, nó có hiện ra chữ FPV wifi. Bạn tiến hành kết nối. Sau đó mở lại phần mềm ta vừa mới tải, bắt đầu bấm nút start. Đây, máy bay đã được kết nối. Bạn có thể khi máy bay vừa bay, bạn có thể vừa chụp ảnh hoặc là quay phim. Để chụp ảnh bạn chỉ cần bấm vào nút máy ảnh một cái, đó, máy bay đã chụp. Còn bắt đầu quay phim thì ta chỉ cần bấm nút này. Và muốn ngừng lại bạn chỉ cần nhấn một cái nữa. Đây là thư mục folder, nó có hiện video và máy ảnh, những hình ảnh mà mình đã chụp. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách điều khiển máy bay. Thì để quay cánh bạn chỉ cần gạt cần nhẹ lên một cái thì máy bay nó sẽ tự quay. Còn khi bạn muốn ngưng kết nối, tức là bạn phải cần gạt cần ga xuống và giữ chặt, đợi khoảng 1 giây máy bay sẽ tắt. Thì khác với các loại remote khác là cần ga này nó không có, nó nằm ở giữa chứ không phải như các loại máy bay trước mà Sima sử dụng, nó cần gạt nó ở dưới đây. Đó, bạn chỉ cần gạt nhẹ lên một cái thì máy bay nó sẽ tự quay. Khi bạn muốn cất cánh lên cao, bạn chỉ cần gạt cần trái lên càng cao thì máy bay nó sẽ tự quay. Mà bạn muốn kết thúc nhanh, bạn có thể bấm hai nút vừa, tức là gạt hai cái mà vô thì máy bay sẽ tắt. Còn nút điều khiển trên đây tức là nhanh chậm. Khi bạn bấm đây một cái, nó sẽ hiện ra chữ H, tức là giúp bay nhanh. Đây là chữ H. Ngược lại bạn chỉ bấm cần bấm một cái nữa, nó chuyển sang chữ L, tức là bay chậm. Để máy bay, khi máy bay bay lên độ cao khoảng 3 mét, bạn có thể cho máy bay nhào lộn bằng cách
giữ cần giữ nút bên phải và gạt cần gạt bên phải xuống lên xuống qua lại đều được thì máy bay nó sẽ bay theo ý muốn của mình. Còn những nút chức năng này tức là những nút cân bằng cho dành cho máy bay, tức là khi bạn bắt đầu xoay cánh và bay lên, nếu mà máy bay nó nghiêng qua bên phải nhiều quá thì đây là nút cân bằng dành cho nó, tức là khi máy bay nghiêng qua phải mình chỉ cần kéo này qua trái cho đến khi nào cân bằng thì mình buông ra, và ngược lại qua trái cũng như vậy. Còn khi máy bay bay lên cao mà tiến tới thì mình chỉ cần gạt cần này đây gạt xuống cho đến khi cân bằng, và lùi cũng như vậy. Còn đây là khi máy bay bay lên mà xoay vòng, nó xoay vòng qua trái á, thì bạn chỉ cần gạt cần này vô bên phải cho nó cân bằng, ngược lại thì chúng ta gạt trái. Thì bây giờ tôi sẽ bay thử cho các bạn xem. Các bạn chú ý là khi đèn nó nhấp nháy về tức là pin đã sắp hết, và ta tiến hành ốp remote ốp máy bay trước sau đó ốp remote, và đợi khoảng 10 phút thì bạn tiến hành tháo pin ra và sạc. Khi bạn mua sản phẩm X5HDUB thì trọn bộ sản phẩm nó gồm có một máy bay Oppo 4 cánh, một camera, một remote điều khiển. Ngoài ra bạn còn kèm theo là 4 cái cặp cản dùng để bảo vệ cánh và 4 cái chân đế dùng để nâng máy bay và bảo vệ cái camera này. Ngoài ra bạn còn được tặng kèm thêm 4 cái cánh phụ dùng để thay thế cho chiếc cánh máy bay.
và một cái đầu kẹp dùng để gắn điện thoại khi mà bạn bay máy bay. Còn đây là sạc USB sạc, một bộ vít và cuối cùng là sách hướng dẫn điều khiển. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.